Mỹ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì giao dịch với Nga. Trong thông cáo ngày 5 tháng 4, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ SSB cùng các lãnh đạo của SSB gồm Chủ tịch Ismail Demir, Phó Chủ tịch Faruk Izit, Trưởng ban Phòng không và Không gian Serhat Gencoglu và Giám đốc chương trình cho Ban Giám đốc Hệ thống Phòng không khu vực Mustafa Alperdenis sẽ bị trừng phạt theo đạo luật chống lại các kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt CAATSA. SSB là một tổ chức dân sự do chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thành lập để quản lý ngành công nghiệp quốc phòng và các nguồn cung công nghệ quân sự của nước này. Nhà chức trách Mỹ cho biết, văn bản thông báo trừng phạt chính thức sẽ được công bố trong ngày 6 tháng 4. Theo Sputnik, Mỹ từ lâu đã không hoan nghênh mối quan hệ hợp tác quốc phòng và tình báo giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Việc Ankara thu mua hệ thống phòng thủ tên lửa mệnh danh dòng lửa S-400 do Nga phát triển đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Washington. Mỹ đã nhiều lần đe dọa áp cấm vận Thổ Nhĩ Kỳ vì quyết định này. Bất chấp sức ép từ Washington, Ankara vẫn không muốn từ bỏ S-400 và tiếp tục đàm phán với Moscow về lô hàng dòng lửa thứ hai. Những tin tức thời sự thế giới mới nhất sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật trong các bản tin sau.